Hello, xin chào các bạn nha. Chúc các bạn một năm mới thật là bùng nổ. Không biết là các bạn đã đi làm hay chưa. Và ngày hôm nay thì năm mới, nhưng mình cũng có một tin khá là buồn đối với chính bản thân của mình luôn. Đó chính là mình đã nghỉ chơi Coin Master các bạn ạ. Thì cái lý do của nó cực kỳ là ối dồi ôi luôn. Tại vì như các bạn có thể thấy là từ trước đến nay khi mình chơi game ấy, thì mình cũng chỉ review các kiểu các điều thôi. Và đây là vấn đề lần đầu tiên mình gặp phải các bạn nhé. Đó chính là mình bị oánh ngay một gậy bản quyền từ tựa game Coin Master. Và mình không hiểu là oánh về gọi là bản quyền hình ảnh các bạn ạ. Đấy, ôi giời ơi, thế cho nên là cũng hơi bị căng thẳng nhờ. Thực ra là không biết là ngày là bao nhiêu nhỉ? Thực ra là bị đánh bản quyền vào ngày mùng 9 tháng 2. Tức là 30 Tết đấy anh. Ôi trời ơi, thực ra thì mình cũng không hiểu kiểu gì luôn. Nhưng mà thực sự rất là buồn. Bởi vì là mình cũng gắn bó cái tựa game này trong gần 2 tháng rồi. Tiếc ở đây là bởi vì mình có rất rất nhiều các bạn chơi cùng luôn. Đúng rồi. Bởi vì là chơi Facebook và được cái nó lại đánh dấu một con mốc, đó chính là lần đầu tiên mà Lan Anh lại làm YouTube cùng với mình luôn. Đó là bởi vì tựa game rất là vui mà Lan Anh thì cũng chơi rồi. Thế thành ra là chơi cái tựa game này nó rất là quê. Đúng rồi, mà em kiểu biết hơn rồi ấy, dễ hơn. Bây giờ bắt đầu chơi game mới sẽ cảm thấy khó hơn này. Đấy, chia sẻ thực sự với các bạn là như vậy. Thì mình cũng nhân tiện cái video này thì mình muốn chia sẻ với các bạn là những bạn nào mà nếu như mà có đang làm YouTube chẳng hạn mà có chơi tựa game Coin Master thì hết sức là cảnh giác về cái vấn đề đó. Vì thực ra đây là cái chính sách của người ta thôi. Mình chơi ở trên sân nhà người ta thì mình phải chấp nhận những cái chính sách của người ta. Và cái lỗi ở đây là phần lớn nằm về mình, do là mình chưa tìm hiểu kỹ về những cái chính sách đó. Thế nên mình cứ nghĩ là đây là một cái tựa game khi mình review, mình cũng không làm cái gì đó ảnh hưởng đến nhà phát hành cả đúng không? Thì mình sẽ chơi game kiểu bình thường chia sẻ các bạn thôi. Nhưng mà không ngờ nó lại liên quan đến vấn đề về hình ảnh rồi thì bản quyền các thứ. Nên là mình cũng đã phải xóa toàn bộ những cái video liên quan đến Coin Master. Thì cũng rất là buồn và mong các bạn là luôn luôn là ủng hộ mình trong thời gian tới. Bởi vì thời gian tới thì mình và Lan Anh thì chắc chắn là sẽ phải kiếm thêm những tựa game mới để có thể là chơi, review tới các bạn cho vui. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể là đón xem nhé. Hy vọng là các bạn vẫn sẽ gọi là tiếp tục ủng hộ mình và Lan Anh nhé. Ok. Thì các bạn cũng có thể nhìn thấy là Lan Anh đây thì cũng chơi cái tựa game huyền thoại tặc này rồi các bạn ạ. Lý do tại sao mà có nhiều bạn hỏi là cái nick ở server 4.97 ấy là lại không chơi, do là vì là mới chơi nên là sẽ không biết được cái gì về cái gì ấy, nên phải chơi lại từ đầu. Từ một server mới thì mình mới có thể nắm được hết các con tướng trong game rồi là các chiêu thức hay như thế nào đấy. Hay là mình phải chơi server mới mọi người ạ? Đúng rồi, đấy là lý do tại sao mà mình chơi luôn ở server 519 ấy. Và mình cũng có hai cái video làm về cái series ở server 519 rồi. Do là đợt vừa rồi cũng nghỉ Tết này. Với cả là khi mà nó chưa lên được level 80 ấy, các bạn biết là nó chưa bỏ qua được cái phần trận đánh rất là lâu. Mình đợi lên level 80 thì có thể là bỏ qua trận đánh ấy, là vào chơi nó sẽ ok hơn. Và lúc đó thì mình vừa chơi mình sẽ chia sẻ cùng với cả Lan Anh nữa. Thì Lan Anh sẽ tìm hiểu game một cách kỹ càng và sẽ gửi tới các bạn những video mà nó kiểu chất lượng hơn ấy. Thì hy vọng rằng là trong thời gian tới các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nhá. Và trong tháng 1 năm 2024 thì mình biết là cũng sẽ có tháng 2 dương nhỉ. Thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái tựa game mới. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhá. Có hôm nay là ngày Valentine nhỉ. Thì chúc các bạn FA sẽ có người yêu. Còn những bạn nào mà đã có người yêu rồi thì chia tay người yêu hiện tại để có thể là có thêm người yêu mới nhá. Ok. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.